Huyền Tiên xin chào quý bà cô chú nha, đang quay trở lại với kênh của Huyền Tiên buổi chiều của một cô chú Vũ Linh của chú anh chị ơi. Ủa anh, hồi nãy là giấy mình còn hai bịch. Dạ. Cái gì anh? Để nóng. Nóng đúng không? Nóng. Dạ, con chào chú. Nóng quá hả chú? Nắng quá nè. Dạ. Cô chú ơi, nó mới khẽ nha. Con ở kênh nào vậy? Con không làm kinh. Con chào cô chú. Kinh mừng 6X Bình Dương Thượng Tiên Vlog. Bây giờ con chào con không có kinh. Hello anh chị nha. Hello anh. Dạ hello. Anh chị giờ buổi chiều đem tiếng một chị. Những chị em ở Trà Vinh. Wow, Trà Vinh ha. Em ở Càng Long Trà Vinh. Càng Long Trà Vinh nha. Càng Long. Càng Long Trà Vinh. Càng Long là thị xã đúng không ta? Là thành phố Trà Vinh. Càng Long. Anh chị chụp hình đi. Đó bây giờ lên trên Mão chú chụp hình đẹp lắm. Ủa, hết căn giấy hả vợ? Hả? Có. Anh coi cái đó giùm em. Nào cho em mượn cái hộp quẹt á. Nhà hộp quẹt nhiều lắm mà chồng em để dày trong phòng á. Để mà anh đem nha. Để gà bẫy với trong á. Có mua cái nào xong cái bỏ túi là đem về là để đầy nhà luôn. Mà đi xuống đây thì đã quên. Để giờ nhắc vài kỳ quá, phải anh đem một kho vậy cũng được. Đem một kho luôn hả chồng? Quà đó có anh Hai Vũ Lương đó chị. Dạ. Đúng rồi. Còn cái cây mai trên mẫu luôn của chị Ba Bình Tĩnh đó chị. Cái tay chị đang rờ đó là mẫu chú Linh đó. Trời ơi, giới thiệu tới cái mẫu luôn. Rồi bản thiết kế của ai nói luôn. Rồi chỗ mình đang đứng là chỗ của Hoa Viên Nghĩa Trang. Đúng rồi chị. Chị Hồng Loan là mẹ của bé Buôn đó chị. Chị đang đi trên đất cô Hoa Viên á. Đúng rồi. Dạ. Cô Vũ Linh. Chị có thể cầm lên được mà. Dạ. Đó đúng rồi. Đó là anh Tấn gì đó. Chúc mừng chị là người đầu tiên cầm cái đó lên trở thì để người ta đặt xuống. Đúng rồi, cầm chụp hình nha, còn mà đem cái
Bây giờ em chưa thấy ai cầm chụp hình hết. Dạ. Chị là người đầu tiên cầm. Cười quá. Công nhận anh có hiếu chụp hình quá ha. Anh đi phượt chứ. Đi hay chụp hình thôi. Chụp ảnh già. Ai cũng ngầu hết ha. Người chụp cũng ngầu mà người được chụp cũng ngầu luôn. Ước gì mình có ngày nào đi Thái Lan chơi ta. Anh đi Thái Lan đi giang phẫu hay gì? Thế anh chị chụp hình say mê luôn. Làm em cũng nhìn say mê. Này lao chết. Ở đây. Ấp. Anh tên ớt hả? Từ lúc mà anh ở mộ chú Linh là anh tự nhiên anh có cái tên ớt nữa. Anh có cái tên cốc nhái vậy? Cốc nhái là do người khác hả? Chứ anh chưa vậy anh à. Vậy là cốc nhái phải anh không? Cốc nhái là do Hiền Hạ ta đặt. Mình đặt ếch không à. Con ếch nó dễ thương, còn cái con cóc nhái sần sùi nó xấu xí. Còn hướng gì chưa chụp luôn á. Chị coi hướng nào chưa chụp, chị lại chị chụp là bảo đó hướng nó chưa chụp. Rồi. Ủa sao cái dặn lên chí xíu chồng. Ôi em dặn sao mà nó y như muốn tắt luôn. Chứ không phải đèn. Tại lắm cũng phải như vậy chứ. Nóng. Nóng nãy gì. Đi anh mới đem vô hai hộp đèn đó đi. Ở trên cảnh nó thấy không. Em thấy rồi. Đi. Trả hộp quà nha. Trả rồi nha. Mày cái nói tiếng ơi chưa trả không quẹt anh là tới công chuyện nữa. Ông chụp hình cho mà mê ông á. Ờ vậy hả chị? Người ta nói già là có cái lợi của già chứ không? Đúng rồi. À, anh già anh chụp hình điện tịch đúng không? Anh có học qua một khóa chụp hình mà. Anh có muốn chụp hình không? Phải học một khóa chụp hình. Rồi mới lại lâu mộ đi. Dạ. Chị thì thích chụp hình của ảnh thì khóa chụp hình ha. Đâu phải ai cũng được vậy đâu. Anh thích chụp hình không? Anh hả? Anh thích em chụp bà xã của anh nè. À. Em là em không thích chụp hình. Em thích em chụp tao. Với anh là anh thích chụp. Nhưng mà không phải ai anh chụp đâu nha. Ủa vậy là không khoái ai là không chụp cái đó hả chị? Vài bữa nữa ông chụp loạn xạ là khổ nữa. Chị mà thấy ảnh quay của anh chụp đi qua là khổ luôn. Vũ Linh là từ ngày Vũ Linh mất rồi. Vậy thôi vô lao mậu luôn chị. Chơi liền. Ủa mà anh chị mình làm cái gì? Ý là nghề nghiệp của mình á. Ủa vậy anh là giáo viên hả chị? Là giáo viên. Anh giáo viên. Còn chị là anh trò của anh. Rồi. Nhưng mà dạy môn gì chị? Giáo viên thiệt à. Giáo viên dạy giáo dục giới tính. Ông anh giáo viên thiệt à. Giờ giáo viên là dạy lớp mấy chị? Anh giáo viên anh dạy cấp 1 thôi. Nhưng mà lượng cái là anh lượng cái là không đủ bằng cấp á. Cho nên lương cao thôi. Dạ. Dạy cấp 1 hả? Là dạy lớp mấy? Lớp 1 hả? Đâu có đâu, chỉ là học trò của ảnh thôi, ảnh dụ. Trời ơi, học trò à.
học trò hả? À, 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 học trò đó, học trò. Chứ làm sao chị để cho anh Vũ vậy? Sao của anh Vũ? Trời ơi, thầy mà nói chuyện giỏi lắm. Như là thầy giáo dạy vô vụ không trò hả? Nói chuyện giỏi lắm, rồi đầu là xong là đầu là cưới luôn. Là nay là bao lâu rồi? Còn chị 24 tuổi mà chị nói mười mấy năm. Mấy năm mấy không, nó lộn, nó lộn. Mấy năm, mấy năm. Đi khu, đi du lịch khắp nơi luôn. Con chị là làm cái gì? Chị hả? Em làm gì anh? Làm nội trợ hả? Chị chơi nội trợ với làm hụi bà vậy đó. Dạ. Hụi là có đồng ra, đồng vô. Hụi hả? Chủ hụi ha. Anh ta chưa giật. Anh ta chưa giật cho nên có thể đi chơi. Anh ta chưa có giật, có thể đi chơi. Vậy là cái đầu Tết này là vừa ăn Vũ Hưng rồi vô rồi. Dạ. Đúng rồi, 29 Tết chị. À, với lại với Bình Tinh chưa có mấy? À, 29 luôn. Ồ, vậy hả? Hai người đi chung. Đâu có, đi chung một đoàn luôn. À, vậy hả? Có má từ Quốc Anh nữa. À. Rồi Hồng Loan lên vô bữa nào? Hồng Loan đi bữa đó luôn. Đúng rồi. Rồi không rồi mà Hồng Dung có lên không? Lên 25. Với Hồng Phượng. Xem đi kìa. Lên 25. Vậy Hồng Loan có lên bữa 12 nữa. Phát đèn. Đây nè, con khai nè. Mấy trăm cây. Hai ngàn cây số luôn. Từ Trà Vinh qua Phan Thiết, qua Nha Trang, dòng về Đà Lạt, dòng về đây. Wow. Dòng về đây là mình đi quá lộ 14 mà. Là mình đi quá lộ 1. Đi phượt mà đúng rồi. Quá lộ rồi, mở Google nó chỉ cứ chạy qua. Không mất cả năm mới lên được nè. Dạ. Rồi giờ nãy kiếm mộ này là đi lạc 3 lần. Dạ. Lạc 3 lần luôn. Lần là mấy chục cây số không á. Nãy anh chị tới mới có một giùm mấy à. Mà chụp hình còn nắng quá. Rồi chờ cho mát lên vô vô ổng. Dạ. Ông đẹp làm sao đâu, ông đẹp. Ông đẹp làm sao đâu. Chị ơi. Chị ơi, mình lau cái hình lấy cái khăn giấy khác. Dạ. Tại lau không có tại lau cái hình á là mình chỉ lau cái hình thôi mới lau ở dưới này. Còn lau ở dưới này rồi mới không có lau ở trên. Ông mới nãy đưa mới. Không nhưng mà em thấy chỉ lau ở dưới rồi lau cái hình nữa không? Cái hình là lau. Dạ. Dạ, cái là khăn giấy mới là chị mình lau cái hình trước. Cái đó lau đó xuất chi nhất thì. Giải cho em kỹ không? Đẹp trai quá trời luôn. Yeah. Ừ. Đẹp hơn chồng không chị? Mệt lè lưỡi. Mệt chồng. Không phải đâu, nên là mình thần tượng thôi. Dạ. Không phải là mình yêu đâu. Thần tượng mà. À, xin giới thiệu bà con cô bác đây là cặp thầy trò nè. Cặp thầy trò hả? Vậy đi. Thầy Vũ trò hả chị? Thầy Vũ trò phải không? Đúng rồi. Vậy là trò Vũ thầy. Ủa vậy sao nãy chị là thầy Vũ trò? Thì cũng có Vũ qua Vũ lại. Kệ vậy đi hả? Thầy đâu bao giờ dám vậy. Thầy mà dám vậy là trường đuổi luôn á. Vậy đi vậy đi. Rồi hồi sao xong chưa đem chọn. Rồi bé ba chị. Anh chị năm mới vui vẻ ha. Đi phượt vui vẻ nè. Rồi về nhà làm ăn phát tài phát lộc ha. Rồi luôn hạnh phúc nha chị. Càng nổi tiếng luôn, phát triển. Dạ, rồi chào anh chị. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Ủa chị có chụp hình hết chưa? Hết rồi. Dạ. Dạ.
chơi chụp chơi. Dạ, ở rồi tới chiều để nán lại để chụp. Mình làm hộ xong rồi giờ mình quét đi. Ngọc Bích. Anh Phong sao mốt anh hỏi. Cũng ngọc phải không? Cái này cũng ngọc nè, mà cái này biết ngọc. Mà cái này là Nguyễn, là Hắc Ngọc. Cái này là Nguyễn Thái Ngọc, còn đó là chị Ngọc Bích. Ngọc đen hả? Chứ không ai Ngọc Bàn Thờ hả? Ngọc Bàn Thờ được không? Lâu Bàn Thờ là phải Ngọc Bàn Thờ nha. Ảnh là Ngọc Bàn Thờ chị, ảnh cũng Ngọc rồi chị. Ê, cẩn thận, đây. Nè, rồi, quán đi anh. Thôi giờ anh quét nha. Em chị anh chờ rồi chị. Anh ơi. À? Anh quét nha, em đi hấp hấp hương. Hấp hương cho chú rồi, hấp hương xung quanh rồi. Hả? Đốt cho anh luôn hả? Chỉ hai mấy năm mà thấy tình cảm quá trời. Cưỡng mộ quá anh Phong. Cũ cái nhìn nó nhạt nhạt phải không? Chồng nhận em chồng hai chị hạnh phúc quá ha. Đúng rồi. À, hai anh chị cách nhau có 15 tuổi à. Đây như là hai anh chị mới vừa cưới à. Con 24 tuổi rồi đó. Ừ. Không, nhưng mà cái điều đặc biệt nha, hồi nãy là mình không có quay nhưng mà điều chị cho mình coi cái bàn tay của chị với của anh đó, y chang luôn. Cái chỉ tay giống y luôn. Cái này em biết gọi là gì không? À, cặp đũa lệch. Sao cặp đũa lệch? Thì người, người lớn tuổi người. Ừ. Đúng rồi không? Nói vậy cũng được. Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2024, ngày 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Con là Nguyễn Thị Bình, chúc mừng các bạn chương trình được siêu thị tổ hợp bằng hồ đất đai chính trị nhân cách và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đồng giỏi nhân quan phát triển tâm giác từ ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, ngày 4 tháng 2 năm Quý Mão tuổi ngọ 66 tuổi, đang sáng tại ngôi chùa Thiền Đàng Bình Dương. Thì hôm nay con thắp ba nén nhang này rất là mong các siêu thị tiền hộ độ về cho hương linh cùng ngọ nhân quan sớm ban hành và hoàn thành Phật. À, xin một nguyện 10 phương chư Phật từ bây giờ hồi thì đỡ hơn. Rồi bây giờ là Anh Phong ở đây nè, hấp hương. Đây hấp hương chung Vũ Linh, cô chú anh chị. Mình nhìn sơ là hồi nãy 15m, nhìn sơ là tưởng cha con không à. Cái mình xin chị à, mà mình cũng không biết sao nữa. Cái lát ảnh mới nói là bà xã. Thì mình mới dám xưng hô là anh chị, tại vì nãy mình xưng chị rồi mà. Không lẽ giờ mình xưng chú. Còn lấy con kỳ. Đó cho nên mình xưng anh chị ha. Dạ. Nhưng mà thấy anh chị rất là hạnh phúc luôn, đi đi phượt, hai chồng đi phượt xe máy. Nghe tiền nói nghe không có tiền nói là hai ở nhau à. 20 năm rồi mà vẫn còn hạnh phúc. 20 năm. 20 mấy năm rồi. 20 mấy con mấy anh là con là đã 24 tuổi rồi. Ờ 20 mấy năm mà vẫn còn hạnh phúc y như vợ chồng son nha bà con chú. Thì mình lấy cái đó mình làm cái động lực ha. Cái động lực gì nha bà con chú. Thì mình cũng với đối xử vợ con cũng ai cũng vậy. Tại mình thấy tình cảm thiệt mà. Mình vẫn còn son như nhà vậy đi. Trời ơi, ổng đi ổng chụp vợ ổng không à. Ổng không có chụp cho ổng. Đúng rồi. Thấy hương ghê mà trời. Mà vợ muốn chụp chỗ nào là ổng chụp chỗ đó, ngay chỗ đó. Đổi hai chồng à, khoát tay rồi. Cứ mỗi một cái mà rồi chăm lo cho nhau rất là tình cảm luôn. Anh Ngọc là giờ phải kiếm một cái người nào đó giống y như vậy á để chăm lo cho anh phải không?
Ơi, em còn chuyện chưa làm. Cái đèn. Em lấy lại rồi nè, mà em thấy chỉ len lau một cái em đứng quay quay rồi cái em quên luôn. Sau đó cái mấy cái mới điện cho nhà nghỉ à, như nhà nghỉ tay gửi cho vô quê dùng à, điện phát nhanh á à. Rồi lên đến Đà Lạt cũng vậy, coi nhà nghỉ nghỉ xong rồi cuối cùng quên cái địa chỉ đi, đi kiếm hết cái Đà Lạt luôn, rồi cuối cùng hành đi chơi hết cái Đà Lạt luôn. Đó thì hai chồng kể là đi từ ngày 28 Tết. Bây giờ là bố nãy chị nói là 29 giờ nói tháng 8 là bắt đầu đi. À nay tháng 14 rồi, bắt đầu đi 6-7 ngày rồi. Mà tương lai bây giờ mà về tới dưới chắc khoảng ngày 2 ngày nữa. Không biết ghé đâu đây nữa biết. Thì tâm sự của anh chị là anh là làm thầy giáo ha. Còn chị là con trò của anh thì chứ là cặp đôi thầy trò. Đúng rồi. Những đấu qua đấu lại không biết là bên nào phương bên nào biết. Rất là vui luôn. À. Thì ngồi ở ngoài nhà bác trò chuyện với mấy anh em cho nên là người sáu hết mới có cái câu chuyện để mà kể cho bà con của bác nghe. Đó. Thì chị cũng rất là hâm mộ chú. Thì chị cứ nói là chị hâm mộ chú, còn anh là anh tò mò. Cho nên hai anh chị là hôm nay là quyết định đến mộ chú về nha, mà ghé viếng mộ chú sau khi mà chuyến hành trình đi phượt. Đi tới đâu thì mở điện thoại coi Google Maps tới đó. Cô má chỉ đâu đi đó, đi khi nào đến chỗ cái chỗ mục đích của mình thôi. Rồi, chiều nay thì mình sao hết có vài cái câu chuyện chia sẻ cho tất cả. Dạ thì bác quý cô chú chị ha. Đến đây thì 16 hết Bình Dương xin phép khép lại video này. À đến đây 21 Phong mẫu cũng xin kết thúc clip tại đây thưa cô chú. Thì cô nhất Phong mẫu xin chúc tất cả bà con cô chú mình một năm mới thành sức khỏe, nghỉ mắng, thành công trong mọi công việc, nhớ ủng hộ kênh Phong mẫu ha. Và Phong rất cảm ơn cô chú chị rất nhiều. Mấy bạn xin chào. Rồi em chào Phong luôn nha. Chào Phong 61 và tôi rồi nha, mà 15 16 mình quay xong rồi mình coi là ủa sao mình nói không nghe luôn được gì luôn, cái chữ này nó dính gì chữ kia không biết sao mới. Hồi đó Phong số 1 đi tụng kinh nghe, trời ơi chú ơi chú tụng kinh gì mà chú nhựa quá nghe không được anh. Chú nhựa quá. À, cái là cái ráng tụng cho rõ lại. Còn bây giờ là tiếp tục nói chuyện nhựa. À bây giờ phải ráng sửa lại ha cô chú ha. Dạ bye bye xin chào cô chú. Giờ đó là ông Phong tụng kinh ha, thầy tụng hả? À. Thì anh đang là thầy tụng mà. Đúng rồi. Bye bye xin chào cô chú. Đang là thầy tụng mà. Ủa vậy cũng sao là anh có tụng? Không, anh không. Cái chùa của anh không có sao. Vậy là anh chủ yếu là bên cái gì? Bên tụng kinh thôi. Tụng kinh gì anh? Thì tụng kinh tất cả. Chỉ là khi mà người của nó đám ma hay là cái gì? Đúng rồi. À, là chủ yếu anh đám ma hả? Không, không phải chủ yếu đám ma, chủ yếu là tụng kinh để tụng kinh là tụng kinh cho chính mình chứ không phải là tụng kinh đám tang đó hả? À, sau đó mình mới đi đám tang lắm mà sao mà chưa có đi tu mà, đi tu mà chứ đâu phải đi tụng đám tang không? Sao bữa giờ có mấy anh em nói gì mà đi mình thì chủ yếu là chị đi tu anh thôi hả? À, chứ đâu phải đi trụng đám tang mà sau này mới đi tụng ca tang dẫn đi tụng đám tang. À vậy là sau này vẫn có mà phải không? Là hiện bây giờ là anh tụng đám tang phải không? Không, giờ là tụng đám ma. Mà hôm nay mấy ngày Tết này anh có show không? Không, à, bây giờ anh nghỉ lâu rồi, anh nghỉ từ 2017 tới giờ mà. Vậy hả? Là không có tụng đám tang nữa hả? Không có tụng đám gì đâu. À. Tụng nghỉ 2017 tới giờ. Rồi tới đây thì cái video của mình tiên xin kết thúc. Của chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều vui vẻ nha, và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để nhận thêm những cô chú anh chị trong những cái video sau ha.